Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 được lộc trời cho, giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại chương trình Phong thủy may mắn. Trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều góp ý và phản hồi của quý vị khán giả về việc xây nhà năm nào hợp, xây nhà vào năm nào thì tốt, tuổi em ở hướng nào thì hợp và rất nhiều câu hỏi khác. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp tuổi để xây nhà là một việc làm vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tỉnh tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Hôm nay Phong thủy may mắn sẽ tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, xây cất sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 phải xem mình có phạm phải tuổi đại kỵ hay không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ tuổi 1967 xây nhà và chọn vào đúng năm trùng với hạn tuổi tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn, vận xui sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu thì quanh năm ốm đau, bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn về hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Đinh Mùi 1967 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt lành, lạnh lẽo, hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Đinh Mùi 1967 vào năm 2021 phạm kim lâu, không bị phạm vào hoang ốc và tam tai nên việc xây nhà cũng không được cát lợi. Quý vị anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc mượn tuổi động thổ làm nhà để được đắc cát nhất. Tiếp theo thì ta sẽ xét đến vận đất. Theo lưu niên, mỗi năm các thiên tinh đào đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau. Nam mạng 1967 Đinh Mùi mệnh Càn Kim có bốn hướng tốt, đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên, Tây Sinh Khí. Và bốn hướng xấu đó là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát và Đông là Ngũ Quỷ. Xét về hướng Tây Bắc gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm Mậu Long Biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Đinh Mùi xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây tướng mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ, thuộc Mộc, hướng Đông Nam thuộc quái là Tốn, chủ về quan dung. Nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Về hướng Đông Bắc thì gồm có Ba Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long Biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Tuổi Đinh Mùi 1967 mà xây nhà hướng này thuộc Tây tướng mệnh, hợp hướng được Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Xét sang hướng Tây Nam gồm Ba Sơn Mùi Khôn Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi bị phạm phải Mộ Long Biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa, xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy.
Tuổi Đinh Mùi xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Xét về hướng Tây, gồm ba sơn, canh, dậu, tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm vào mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa mão hướng dậu, tọa ất hướng tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được năm nay thì nên xây các bạn nhé. Tuổi Đinh Mùi 1967 nam mang ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng, làm được sẽ uy tín và cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Xét đến hướng Đông Nam thì gồm có ba sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa những nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam vào năm 2021 không nên xây mới sửa chữa. Người tuổi Đinh Mùi 1967 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào hỏa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam từ quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Về hướng Nam thì gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo đến, Nhất Bạch Tài Tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phạ Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Đinh Mùi khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho nghề tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967. Về hướng Bắc thì gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý, cần phải được tư vấn từ chuyên gia phong thủy để được xây dựng nhà cửa cát lành và may mắn hơn. Tuổi Đinh Mùi nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tương quái là Khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp.
Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xét sang hướng đông thì gồm có 3 sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên về xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Với nam mạng, Đinh Mùi 1967 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa, vào năm 2021, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành, hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp chấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng đông cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967. Xét sang nữ mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh ly hỏa có 4 hướng tốt, đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí. Và 4 hướng xấu cho tuổi Đinh Mùi nữ mạng là đông bắc họa hại, tây bắc tuyệt mệnh, tây nam lục sát và tây, đó là ngũ quỷ. Xét về hướng nam thì gồm có 3 sơn bính ngọ đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao nhất bạch đáo đến, nhất bạch tài tinh là sao tốt nhưng việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà hướng nam tọa tý hướng ngọ và tọa quý hướng đinh bị phạm vào mộ long biến vận sát. Mộ long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm mộ long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để hóa giải. Còn nhà tọa nhâm hướng bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Đinh Mùi xây nhà và ở hướng nam thuộc đông tứ mệnh, hợp hướng được phục vị là sao tả bồ thuộc mộc, hướng đông nam tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Về hướng đông nam thì gồm có 3 sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng thìn bị phạm vào mộ long biến vận sát nên càng hung họa. Những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới sửa chữa. Tuổi Đinh Mùi 1967 mà xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp được hướng thiên y, thuộc giao cự môn thổ, hướng đông bắc tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn xét về hướng bắc thì gồm có 3 sơn nhâm tý quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Đinh Mùi xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao vũ quốc thuộc kim, hướng tây bắc tự quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn, vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh khí chất nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn.
Sách sang hướng đông thì gồm có ba sơn giáp Mão ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 vàng tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa tân hướng ất, tọa canh hướng giáp năm 2021 bị phạm vào mộ long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi 1967 đinh mùi nữ mạng ở hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao tham lam thuộc mộc hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc thăng quan lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Về hướng đông bắc gồm ba sơn Sửu, Cấn, Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm thái tuế và sao lực sĩ, hơn nữa bị phạm vào mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người tuổi đinh mùi 1967 mà ở nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm vào hỏa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng tây nam tự quái là khôn, chủ bị tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Về hướng tây bắc gồm ba sơn Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 237,5 độ. Năm Tân Sửu phạm Mậu Quỷ đu thiên sát. Ngoài ra thì những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long biến vận sát nên những nhà hướng tây bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi đinh mùi 1967 xây nhà hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, động quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa dừng ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi đinh mùi khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng tây bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi 1967. Xét sang hướng tây nam thì gồm có ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 tân sửu thái tuế tại sửu, những nhà tọa sửu hướng mùi không nên xây mới hay sửa chữa, hơn nữa thì những nhà tọa dần hướng thân tọa sửu hướng mùi phạm vào mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi đinh mùi nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tương quái là khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi đinh mùi đang ở nhà hướng nam rồi thì cũng cần phải có cách hòa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Về hướng tây thì gồm có ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 tân sửu những nhà tọa giáp hướng canh bị phạm vào mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa mão hướng dậu, tọa ất hướng tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt xây được trong năm nay thì nên xây.
Đối với nữ mạng Đinh Mùi 1967, xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng này, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do xài hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Đinh Mùi đang ở nhà hướng Tây thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Đinh Mùi 1967. Năm 2021, Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khác với nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thử nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí của gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là Thổ khắc Mộ Vận Thủy Nhâm Thìn nạp âm Thủy, các sơn Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân Sửu Quý Khôn Canh Mùi năm 2021 không khai sơn lập hướng. Thái Tuế sát, Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực thì mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu trên la bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc bất kể là bạn tuổi gì. Còn về tam sát, đó là kiếp sát, tai sát và tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn, Dần, Mão, Thìn, chủ tai họa là sát khí của năm, cần phải kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm vào tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát cùng một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn Dần Mão Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh tai họa. Về Mậu Kỷ đô thiên là sát từ trung cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm con năm không bay về phương Mậu Kỷ tìm mật. Mậu đô thiên sát nam mệnh, Kỷ đô thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ đô thiên, tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu, Mậu đô thiên tại Tuất, Kỷ đô thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không được xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Ngũ hoàng đại sát, ngũ hoàng đại sát là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng, là thiên sát khí đại vận hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì bất người, nhẹ thì ôm tập thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn, từ ngàn đời xưa các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp cho người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để có thể tăng cát khí cho ngôi nhà. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại ngũ quỷ, lục sát và tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên, gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và 5 đồng hoa mai trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây thì phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán về việc xây mới, sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam. Hướng Bắc thì xây đại cát, hướng còn lại thì nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt, xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không, chúng ta cần phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về việc xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí, bố cục, nội thất hợp với phong
phong thủy để có thể hóa giải những khủng hoảng bất ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ ba tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống.